Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. K-pop hiện nay đã hoàn toàn là một nơi đất chật người đông khi mà ngày càng có nhiều nhóm nhạc debut. Tuy nhiên đối với họ thì việc được công chúng nhớ mặt gọi tên đã khó, huống hồ gì có thể bật lên được giữa một rừng các đối thủ khác. Xét riêng các nhóm nhạc nam K-pop, mặc dù các nhóm tân binh ngày nay đều có sẵn một lực lượng fandom ổn định, tuy nhiên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để họ có thể vươn lên và chạm đến đỉnh cao sự nghiệp thành công. Một trong những cách khiến họ có thể gây ấn tượng với người Hàn Quốc chính là việc tham gia các show âm nhạc hàng tuần. Tuy nhiên, K-net lại tỏ ra vô cùng ngán ngẩm bởi họ không thể để lại ấn tượng với nhóm nào, dẫu đã xem từ đầu đến cuối chương trình. Mới đây, một K-net đã đăng tải bài viết trên diễn đàn Ban và chỉ ra 15 lý do khiến các nhóm nhạc nam K-pop tân binh dù cố gắng đến mấy cũng khó tránh khỏi số phận flop. Người đăng còn đánh giá rằng 15 lý do này khiến các nhóm nhạc nam tân binh bây giờ ai cũng như ai và lại càng khiến K-net không thể có hứng thú tìm hiểu đến họ. Hãy cùng xem thử đó là những nguyên nhân nào nhé! Lý do 1. Phong cách âm nhạc của họ đều hệt như được sản xuất ra từ nhà máy, toàn là những âm thanh kiểu như doom chick, sau đó tạo nên bầu không khí giật gân, rồi hát mấy câu kiểu fire, quắc quắc, hãy đốt cháy màn đêm, kèm theo vô số âm thanh phá hủy máy móc. Lý do thứ hai, tất cả đều viết lyric mà không thể không sử dụng hai từ tiếng Anh là tonight và baby. Lý do thứ ba, họ không có cả visual lẫn kỹ năng. Thế mà rất nhiều cậu nhóc đang cố gắng tỏ ra mình giống như G-Dragon, V hay Jungkook thứ hai. Lý do thứ tư, cơ thể họ nhìn mong manh yếu ớt, cảm thấy mình cần phải bảo vệ họ. Trong khi đó, lời bài hát của họ toàn là tôi sẽ bảo vệ em, trong khi thể trạng của họ trông như thể họ thậm chí không thể cầm nổi một chai nước. Lý do thứ năm, về phong cách outfit, có vẻ như là họ thà chết còn hơn bỏ việc mặc những chiếc áo sơ mi trắng mà EXO đã mặc trong lớp Mirai hay kiểu áo giống như BTS trong Blue, Sweat and Tears. Các concept tổng thể trông giống phiên bản VIX với tỷ lệ cơ thể kém cỏi vậy. Lý do thứ 6, họ trông không giống idol có đam mê trình diễn, hát và nhảy, thay vào đó nhìn họ giống mấy cậu trai trai đang cố gắng gây ấn tượng với mấy cô gái tại các club ở Giang Nam vậy. Lý do thứ 7, ai nhìn cũng như nhau hết. Lý do thứ 8, họ đều nghĩ rằng chỉ cần nhuộm một màu tóc điên rồ nào đó thì sẽ nổi tiếng như G-Dragon. Lý do thứ 9, dù là âm nhạc, lời bài hát hay vũ đạo thì trông cũng không manly lắm mà lại có phần quá khích như muốn hành hung phụ nữ hay sao ấy. Lý do thứ 10, có cảm giác như tất cả các nhóm chúng ta có hiện tại đều chỉ là phiên bản khác của những nhóm vốn đã nổi tiếng. Tất cả họ đều bị xem như phiên bản của X. Nhưng vấn đề là họ thậm chí còn không có sức hút như các nhóm nhạc họ được so sánh và ngược lại trông cứ mơ hồ sao sao ấy. Lý do thứ 11, teamwork và bầu không khí trong nhóm không tốt cho sân khấu. Lý do thứ 12, các cô gái cũng thích concept ngây thơ mà, nhưng họ cứ thích theo đuổi kiểu concept nổi da gà vì cứ tỏ ra thật thần bí, quyến rũ và sexy. Lý do thứ 13, họ nghĩ rằng sexy chính là phải để lộ nhiều da thịt càng nhiều càng tốt. Lý do thứ 14, con gái ghét những anh chàng cố gắng làm mấy chuyện nổi da gà rồi hỏi rằng trái tim em rung động rồi đúng không? Mấy nam idol bây giờ có vẻ cố quá với chuyện làm mấy điều rung động trái tim rồi đấy. Lý do thứ 15, ngay cả tên của họ cũng khó nhớ và kỳ lạ nữa. Cứ như mấy nhóm bây giờ thích lấy nghệ danh nghe như công nghệ AI hay tên một loài virus nào đó vậy. Bài viết này tiếp tục đưa ra lời nhận xét vô cùng thẳng thắn như sau. Dù sao thì hầu hết những đứa trẻ đó đều có khí chất trên sân khấu và tôi không biết họ được chọn như thế nào. Vũ đạo, giọng hát, màu giọng, hình ảnh, hình thể, thậm chí cả tính cách của họ trông cũng không phải là tốt nhất. Bên cạnh đó các bài hát của họ rất tệ. Họ đều trông giống như muốn thành những thần tượng chỉ để kiếm tiền, có danh tiếng và có các cô gái vây quanh vậy. Sau đó người này cũng chỉ đưa ra 15 lời khuyên cho các công ty chủ quản và các nhóm nam idol tân binh hiện nay để có thể thành công hơn, hạn chế việc là bản sao của ai đó và thật sự tìm được con đường của riêng mình. Lời khuyên 1. Đừng bắt chước người khác, cứ là chính mình. Lời khuyên 2. Đừng lựa chọn mấy idol ngậm thìa vàng. Lời khuyên 3. Chọn những người có nhân cách tốt để debut, nếu không thì nhân cách của họ sớm muộn gì cũng lộ ra trên sân khấu. Lời khuyên 4. Cân nhắc ý kiến của những cô gái ngày nay. Lời khuyên 5. Đừng cứ nghĩ rằng có body đẹp hơn một chút là đã muốn cởi áo. Lời khuyên thứ 6.
Vì đang là mùa dịch Covid-19 nên sẽ tốt hơn nếu lựa chọn mấy bài hát tươi sáng và dễ gây nghiện. Dừng ngay mấy việc hát mấy bài giật đùng đùng đi. Lời khuyên 7, đặt tên nhóm thì đừng cố nhét mấy chữ số vào nữa. Lời khuyên 8, đừng chọn mấy đứa trẻ mặt na ná với nhau vào một nhóm. Lời khuyên thứ 9, đừng nhảy dữ dội đến mức mất kiểm soát, cứ thả lỏng tinh thần đi. Lời khuyên 10, hãy lựa chọn những idol nào thật sự có đam mê với việc hát và nhảy một cách chân chính ấy. Lời khuyên thứ 11, chọn idol có màu giọng đẹp. Lời khuyên thứ 12, đừng cố gắng nhét mấy đoạn rap vào khi không cần thiết. Lời khuyên thứ 13, hãy phân biệt ranh giới giữa cute và xến dện. Lời khuyên thứ 14, dừng ngay về việc lạm dụng từ tonight. Lời khuyên thứ 15, dừng ngay việc cố gắng ám chỉ đến những cô gái nào đó hay tình yêu ám ảnh nào đó vào trong các bài hát của mình. Bên dưới bài viết này, có rất nhiều K-net tỏ ý đồng tình và cho rằng đây chính là điều khiến họ không thể nhớ mặt gọi tên bất kỳ nhóm K-pop tân binh nào. Trái lại, có nhiều fan K-pop quốc tế cho rằng đây không phải là những lý do chủ yếu khiến các nhóm nam bây giờ chưa thể nổi tiếng. Theo đó, một số fan chỉ ra rằng có những nhóm nam thật sự tài năng hoặc theo đuổi concept độc đáo hoặc hát những ca khúc tươi sáng nhưng lại không được K-net quan tâm. Họ cho rằng thay vì là 15 lý do nêu trên, chỉ có 2 lý do duy nhất khiến những nhóm nam tân binh bây giờ dễ flop. Đầu tiên là vì có quá nhiều màn debut nên các nhóm nhạc nam giờ đây đã bị bão hòa. Thứ hai là họ không debut dưới trướng các công ty giải trí lớn tầm cỡ Big Three nên sẽ rất vất vả trong việc được công chúng nhận diện. Còn bạn, bạn có đồng tình với 15 lý do nói trên của K-net hay không? Hay bạn cũng có ý kiến giống với các fan quốc tế rằng vì K-pop đã bão hòa và các nhóm nhạc không được công ty lớn bảo trợ? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của K-News 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của K-News 24 giờ nhé!